bắt lấy kỷ quân đi chú Năm. Khoa, 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 cứu dậy đi Khoa. Mày bị điếc hả? Mình mới làm vụ cuối rồi. Vụ cuối? Mày nhìn ông Năm đi kia. Tất cả là do mày. Do mày tham. Do mày vì tiền. Ở đây mình đang vì tiền hả? Chú Năm ông vì tiền. Chú Cả Lai ông vì tiền hả? Mày, mày đã làm được tiền nhiều nhất á. Ai làm chó? Tụi mày điên hết rồi hả? Chú Năm chết rồi nè. Con biến mẹ đi làm chó. Này, tao chuẩn bị cho mày rồi nè. Đi đi. Tao xin lỗi. Lỗi gì? Mày còn không biết mày sai ở đâu thì xin lỗi làm gì? Mày nói đúng. Tao là thằng sợ thất bại. Nhưng thua rồi mới biết đáng sợ nhất là không biết phải đối diện với nó như thế nào. Rồi mày tính làm gì? Thua ở đâu? Đứng dậy ở đó. Tụi nó giết mày đó. Mày bỏ chạy như mày là cách hả? Con mẹ mày chứ, tao không muốn bỏ chạy. Tao còn mẹ còn con tao ở quê nữa. Đừng bao giờ lấy gia đình ra làm lý do. Hèn lắm. Hèn cũng được. Còn hơn là cả đời này tao phải nói với con tao. Tiền bố đi lừa này, con lấy để ăn học thành người đi hả? Tao nói cỡ đó mày vẫn không hiểu hả? Nếu thắng thêm vụ này, rồi thêm vụ 100 tỷ, 200 tỷ, mày có làm không? Mày mất anh em, mất gia đình, mất tất cả là vì mày tham với thằng chó. Còn tham là còn thua. Tại sao mà nó lại muốn giết mình trong khi đã đưa một mớ tiền giả và đổ lỗi cho mình rồi mà? Chắc nó muốn mình câm chứ gì. Câm là câm sao, chứ mình cũng đâu la làng lên với ai được đâu. Công ty mỹ phẩm Thiên Ngọc Kim Khánh, doanh số chủ yếu là các đại lý mới vào mua chữ hàng chứ không bán được. Sau dịch không có đại lý mới, nhưng người trên đỉnh tháp là bà Khánh, đáng lý phải ôm tiền bỏ trốn mới đúng chứ. Vậy sao bà không chạy ta? Vì bà ta muốn hốt một cú chót. Đời người nào ai chẳng mong. Mỗi khi đau buồn nhiều hay không có, sẽ
có lúc ta thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. 2, 3 gọi tên rồi. Tắt trường hỏi đi chú Năm ơi. Tập trung công việc đi kìa. Chà đau quá. Mở chị gì ông già? Tao tưởng vậy vui. Mày nói cú chót là sao? Thật ra mục đích của bà Khánh không phải là 50 tỷ. Bà ấy muốn dùng cái event này để kiếm một con số lớn hơn rất nhiều. Mục tiêu của bà Khánh là gì? Tiền. Rất nhiều tiền. Chính xác là cục tiền bà ấy lừa được sau event này. Bà ta sẽ phải chuyển tất cả các số tiền qua tài khoản nhỏ để tẩu tán. Đây là laptop có đường truyền vệ tinh riêng. Mọi người xem đi. Mấy lại, mấy cái này mày hack cái là xong phải không? Rồi cái gì tôi cũng hack được thôi, tôi đi lừa đảo con chị chú. Vậy mình cướp luôn đi. Sao kỳ vậy ta, đã xe đa rồi còn xong pha hiến máu nữa. Nè, ở đây chú yếu nhất đó. Bộ giỏ mày đưa xe chú Năm nè. Ok, mời chú ra đại lộ lông tay solo 11 luôn chú. Ôi, tập trung vào công việc nè. Cho dù lấy cái laptop đi chăng nữa, muốn đụng vào tiền phải có vân tay của bà, ngón trỏ, tay phải. Vậy mình cướp luôn ngón tay trỏ. Rồi xong rồi bắt con mẹ đâm một nhát. Tao mới hai dạ nha. Đám vệ sĩ của bà ấy có khoảng 10 người. Mình có 4 người, chấp phải luôn. 4 người mình gom lại chưa chắc đánh lại một người á. Wow. Trước khi nghĩ chuyện đánh nhau, phải nghĩ cách vượt qua đội bảo vệ và một rừng camera an ninh này. Tuyệt vời á chứ. Tôi thấy bắt đầu rối rồi đó. Nhưng mà em nghĩ hai anh có kế hoạch rồi đúng không? Không, không. Cho thêm người qua dòng một hỗ trợ đi em ơi. Trời ơi, nước ngắm gia vị đâu hết rồi, không có làm sao mà nấu ăn hả? Em ơi, gọi nhà cung cấp đi. Ui, ai đã nhận hàng không em trai ơi? Rồi, mua mấy gì dễ nhanh nha. Một ngày tốt lành nha. Nè, dễ lắm. Rồi, dạ rồi. Rồi, mời anh. Mình thành công anh em ơi. Quá hoành tráng, sau sự kiện chắc anh sẽ hút bạn. À, tất nhiên rồi. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là giây phút quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của vị thuyền trưởng đã điều khiển con thuyền Thiên Ngọc Kim Khánh của chúng ta đi đến những thành công. Hãy cùng nhau chào đón Chủ tịch Nguyễn Kim Khánh. Chào toàn thể quý vị. Không biết là năm nay có quý vị nào đã phát tài chưa ạ? Ngay bây giờ tôi sẽ công bố chủ nhân của 3 chiếc siêu xe đang đậu ngay trước mặt của chúng ta đây. Đó là 3 đại lý đã có doanh số cao nhất trong năm vừa qua. Xin kính mời Miss Vũ Nguyễn Hoàng Oanh, Trần Thị Thúy Vân, Đỗ Thành Chung. Của anh đây. Gì vậy? Đâu gọi này đâu. Xin mời quý vị. Bỏ mà. Dành một tràng vỗ tay thật lớn nào.
Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta quay trở về với vị trí danh dự và diện tích. Ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe những lời nói vang ngọc đến từ chủ tịch Kiềm Cảnh và chờ đợi xem cơ hội mới nào dành cho tất cả quý đại lý. Xin mời chị. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay tôi có một tin vui và một tin buồn muốn chia sẻ với quý vị. Năm vừa qua là một năm rất khó khăn về kinh tế, nhưng mặc dù vậy thì công ty của chúng ta vẫn ăn nên làm ra. Và tin vui đó chính là các chuyên gia kinh tế đã khẳng định với một cái đà phục hồi của toàn bộ thị trường thì chắc chắn năm kế tiếp sẽ là một năm diệu kỳ của công ty Thiên Ngọc Kim Khánh. Và tôi đưa ra mục tiêu đó chính là 600%. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ được thu về gấp 6 lần so với số tiền mà chúng ta bỏ ra để đầu tư. Và tin buồn đó chính là năm nay Thiên Ngọc Kim Khánh không nhận thêm đầu tư mới. Quý vị bình tĩnh. Quý vị có biết là tại sao ngày hôm nay quý vị lại có mặt trong buổi tiệc này hay không ạ? Bởi vì chính tất cả các bạn đây là những công thần, là những người đầu tiên đã cùng tôi giúp cho tôi xây dựng nên sự thành công của một đế chế Thiên Ngọc Kim Khánh. Như vậy thì chắc chắn là tôi sẽ có những phần quà để tri ân cho toàn thể quý vị chứ, đúng không nè? Và bây giờ thì tôi sẽ dành cho quý vị 2 tiếng đồng hồ, chỉ duy nhất 2 tiếng đồng hồ vàng để đầu tư nhé. Sau 2 tiếng đồng hồ này thì chúng tôi sẽ khóa sổ cho năm kế tiếp. Có nghĩa là công ty Thiên Ngọc Kim Khánh sẽ không nhận thêm bất kỳ một khoản đầu tư nào dù chỉ là 1 xu. Chị Khánh, nếu em dùng chiếc siêu xe vừa được nhận hưởng này đầu tư thì có được không? Vậy thì năm sau anh sẽ nhận về 6 chiếc xe. Và bây giờ chỉ còn lại 1:59 cho tất cả mọi người. Cho tôi đi đầu máy tính nha. Mẹ cầm cái số đỏ đi. Tính con, tính con đi. Mẹ ơi, đã đóng tiền cho con mẹ ơi. Con mua lại 6 miếng mẹ ơi. Cô có thể dùng số lương của tôi để đầu tư vào đây được không cô? Dạ được. Chị, có chuyện rồi. Chị, anh Hào bị nhốt ở toilet của A. Hai đứa qua mở khóa cho Hào đi. Còn lại theo chị qua phòng an ninh. Nhanh lên. Chị Khánh đâu? Phòng an ninh có biến. Chị qua bển kiểm tra rồi. Má, dính bậy thì nó rồi. Có mã khóa. Mã mấy số? 3 số. Mày thử 000 coi. Không được. Vậy mày thử từ 000 tới 999 coi. Mày điên hả? Mày biết nhiêu đó số tới già chứ xong á. Thôi được rồi, bây giờ mày thử theo thần số học coi. Thần số học là gì? Mỗi chữ cái trong tên của bà Khánh sẽ ứng với một con số, cộng tổng các con số đó lại sẽ ra được 3 con số tương ứng với Nguyễn Kim Khánh. Mày nói cái gì cho dễ hiểu được không? Thôi được rồi, tao cộng luôn cho. Nguyễn 5+7+3+5+5=32, 3+2=5, Kim 2+9+4=15, 1+5=6, Khánh 2+8+1+5+8=24, 2+4=6.
566 đúng không? Đúng rồi đó. Được rồi. Chết mẹ, mình bị lừa rồi. Sao? Mày muốn kiếm cái này phải không? Ôm hồn tụi bay dừng ngay mấy cái trò vô bổ này lại đi. Tụi bay mà manh động là tao giết nó liền. Giờ mà làm cái gì chị? Kích hoạt cửa thoát hiểm. Lo cái thằng này đi. Hóa ra đây là cửa thoát hiểm của bà hả? Chị chỉ cần hưởng thụ trong căn phòng nhỏ này khoảng 10.000 thôi là chị sẽ tới được một quốc gia không dẫn độ. Hay thật. Bà tính nước đi như thế thì ai có thể truy vết được bà. Hay. Em biết chị hay mà em còn dám quay trở lại đây kiếm chị. Nè, để chị nói cho mà nghe. Nếu như mà mấy đứa thông minh hơn chị á, thì bây giờ cái người mà đi trả thù là chị nè, chứ không phải là tụi em. Bà nghĩ như vậy là bà thắng được tụi tôi hả? Chắc chắn bà ta sẽ không rời bỏ laptop, nên toàn bộ kế hoạch mới chỉ là bước đầu. Bước thứ hai sẽ là đẩy bà ta kích hoạt cửa thoát hiểm. Chính xác. Cửa thoát hiểm là bước vô cùng quan trọng trong lừa đảo, nhưng cũng là bước ít đề phòng nhất. Cứ cho là theo được đi, nhưng còn cái đám vệ sĩ làm sao hạ được đây? Đánh thì không đánh lại được, nhưng cầm chân từ nó 2-3 phút nhất định phải làm được. Gắn đâu? Tôi biết, chị qua bệnh kiểm tra rồi. Tao chịu hết nổi rồi. Gần xong rồi, cố lên. Dừng lại. Không được tao giết nó. Tao chỉ đến từ 1-3. 1-2. Mày điên hả? Vô dụng hả? Tiền tới tay rồi mà mày không lấy được, vậy mà mày đòi chơi tao? Bởi vì tụi tôi không có nhẫn tâm như bà, ôm tiền để bỏ chạy. Bà không sợ một ngày nào đó bị quả báo à? Hả? Quả báo? Trời đất ơi, mấy cái đứa lừa đảo mà đi nói chuyện đạo lý nè.
Hai đứa bay có biết tao phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới tạo dựng lên công ty này không? Cả hai đứa tụi bay cùng với cái đám đại lý trong event á là giống như nhau. Tụi em muốn lấy tiền của chị, tụi em tham, tụi em mới bị chị lừa, đúng không? Chị mà đã ra tay á là sẽ hút đậm, hút trọn ổ, rồi sẽ biến mất không dấu vết. Đẳng cấp của chị tụi bay khác, chứ đâu phải là cáo non như tụi bay. Mới nhắc quả báo là quả báo tới liền. Tới cảng rồi, bấm tôi nói cho cá ăn. Dạ. Đúng là báo tới, nhưng mà chưa biết cảnh ai đâu. Ủa? Em thua quá rồi, em bị ngáo rồi hả em? Hả? Nè, để chị nói cho bà biết, ở ngoài kia hơn 20 người của chị, tụi bay có một cánh nó cũng không có thoát được đâu. Tôi nghĩ phải nhiều hơn 20 người chứ. Mày nói vậy là sao? Là vậy nè. Tôi nghĩ nát cả óc ra, làm thế nào để thắng được bà? Kinh nghiệm cũng không bằng bà, thông minh cũng không bằng bà. Nhưng mà tụi tôi chợt nhận ra một điều, là tụi tôi không tham bằng bà. Chắc bà có nằm mơ cũng không nghĩ tụi tôi không cần số tiền này, đúng không? Hai đứa tụi bay cùng với cái đám đại lý ở trong công ty á, tụi bay muốn ăn hết tiền của tao, cho nên tụi bay mới bị tao lừa. Tụi bay không tham thì ai lừa được tụi bay? Thì ra là ngay từ đầu hai đứa bay đã cố tình chơi tao. Khốn kiếp, buông tay tao ra. Trời ơi, đừng phí sức với tụi tôi, lấy sức giải thích mọi người đi. Mọi người, tiền của mọi người nằm ở trong này này. Mà mọi người nếu muốn lấy lại tiền đấy, liên hệ chị Khánh nhá. Làm gì xong xuống dưới? Còn tiếc hả? Tính ra tụi mình cũng chẳng được đồng nào. Ôi mẹ ơi, tao không tiếc mày tiếc làm gì? Đối với tao, chiến thắng lần này quan trọng hơn cả tiền bạc nữa kìa. Hiểu ông chú bé tham lam. Ê, hết tham lam rồi nhá.
Còn tham. Còn thua. Quá. Tốt. Gì vậy? Dạ. Chú đã nói rồi, cái con mẹ cháu già đó mà đã đâm chú một nhát là chú phải đâm lại một nhát chú mới đã nư. Chú Lâm con yêu chú. Tuyệt vời em ơi. Yo. Trong không khí vui này cho chú Lâm kể lại cuộc đời của chú 15 năm trước rồi con. Thôi 8 năm trước. Anh em mình ở ngoài này á, gần tháng rồi mà chưa nghĩ ra được cái gì. Đúng đấy. Có khi anh em phải nghiên cứu thêm. Tôi nghĩ thế này, có khi lần này họ ra ấy, mình xin họ ở thêm tháng nữa. Nghĩ cho nó kỹ. Ồ đúng rồi. Anh em mình quyết tâm phải làm một cái sự kiện đặc biệt nhất thế giới. Nghìn năm có một. Sóng. Sóng bắt đầu từ gió. Sao bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Có ý tưởng. Đây cho tôi. Tôi sẽ đặt một cái máy bơm ở đây. Một cái ở đây công suất lớn. Ta sẽ làm hàng sóng nhân tạo ập vào hàng dừa này. Tiếp theo nha, 2000 con múa ập thẳng vào sân khấu trung tâm. Thế thì cho tôi đặt máy bơm ở bên này và bên này nữa. Khoa ơi. Khoa. Ôi, thằng chó này sao mày tới nhà tao? Ê, khách quý tới mày nói chuyện kiểu vậy à? Đá mày. Khỏe không? Khỏe. Cháu chào chú ạ. Ai đây con? Dạ, cháu chào bác. Thằng này bạn con mới nói, đã cùng với nhau. Cháu với cả Khoa là cũng vào sinh ra tử rất nhiều trận chiến rồi bác ạ. Thế à? Dạ. Thế thì quý hóa quá. Dạ. Cháu tới đây có ít quà muốn gửi gia đình mình. Thôi. Đến chơi là vui rồi, qua cáp làm gì? Hả? Bác cứ nhận đi cho cháu vui. Dạ. Rồi, thế bác xin. Dạ. Cảm ơn nhá. Dạ. Vui quá, nói chuyện với bạn nhá. Mẹ vào dọn cơm. Dạ. Dạ. Đi con. Dạ. Đi. Quê tao còn nghèo lắm, không có gì cho mày lừa đâu nhá. Mày bị điên hả? Này, tới ở ké, tao mày có quà đấy nhá. Gì như nó chuẩn bị rồi, yên tâm. Trả. Trả gì? Ví của tao. Ví nào? Thằng, sang năm mới rồi mà không bỏ tiền ăn cắp. Mày điên hả? Đây trước cửa nhà tao, mẹ tao còn ở đây, sao tao ăn cắp ví mày? Chứ sao? Ví tao để trong túi bây giờ đâu? Ai biết? Mày bị điên hả? Tao để ví ở trong này này. Bây giờ không thấy đâu. Bây giờ mày... Ủa?